kỵ à? Hả? Không ngờ võ lâm hám rẻ quá. Ờ, vô kỵ à? Quả là cạnh tranh mệt phết đấy. Vâng. Con chắc nó rất lười vậy. Mới chỉ có vậy mà đã bỏ cuộc là sao? Đúng đấy. Vô kỵ, ta thấy vẫn còn một cơ hội nữa cho con. Sư bá cứ nói, nghe xem được không? Con còn nhớ, chỉ cần có ý thiết kiếm là sẽ được tuyển thẳng không? Mà nghĩa phụ con lại đang dự kiếm, thế nên không phải xoắn bọn chọc anymore nữa đâu. Đúng đấy. Đúng rồi, mãi cãi nhau với mấy thằng ngu mà cũng quên mất điều này. Thế thì đi lấy kiếm ngay đi. Giờ em, mấy đứa Pokemon ở nhà, nhờ cái sư bá cày chết cho con. Nếu được làm phòng á, cũng sẽ cho mỗi người ngủ với con một đêm. Nhất trí. Mà nếu có ai hỏi mua lít Pokemon của con, ta bán hết về đừng có khóc đi nhá. Giờ này bán đi Pokemon nhanh giàu lắm, là xong cho con 20%. Vô kỵ, khi nào có được ỷ thiên kiếm trong tay, con nhớ cắt tay thử kiếm nghe chưa? Hàng phách ra nhiều lắm. Sư bá cứ yên tâm. Anh Trường, ngựa phun xăng rồi. Sư bá, con đi nha. Sư bá khá chóng. Gì con mặt ông gà bây giờ nhỉ? Victor, con làm tâm đang có chuyện rồi. Mày nói cái gì? Mày làm tâm đang có chữa sao? Mày có điên không? Đã hai giờ rồi mà sao vẫn máu lấy thêm hả? Giờ người đi gặp tâm đang bảo phá thai ngay. Hai con vợ người ở nhà ta nuôi, nuôi mái không để thịt ta trắng lắm rồi. Giờ đánh vác thêm con nuôi vậy, người muốn tả tốn này bức bách phân đi luôn hả? Miệt tư bố, đêm nay nước khác. Này nghĩ là công chúa, nhà giàu nhiều tiền lắm bố. Công chúa cửa. Nếu mày lấy nó, sẽ thành phò má. Hay, kẹo này thơm. Không ngờ ngủ máy cũng có ngày khôn ra. Giờ khó nhất làm sao thuyết phục được hai con vớ chặt cái kia. Còn nó quyết đang giữ thần chờ mày về lâu lắm rồi đó. Giờ thứ con tần là ý tìm kiếm, dùng làm sinh lễ để chiếm đam đàn. Còn hai con kia nếu mà bố chết còn nhiều cho bố. Nấy nằm nghe thét mà, đừng có tiền nha. Ta nói vậy chỉ để lấy kiếm thôi. Ta mới nói dối hai đứa gối ta bằng nhau. Thật không ngờ huynh lại có thể nói thế. Hồi huynh đòi lấy vợ hai, ta đã phải nhịn nhục đồng ý vì con cái rồi. Giờ lại đòi lấy thêm vợ ba nữa, thì thôi ly dị ta đi, chúng ta chia tài sản. Ê kìa, bà xã, đừng như thế, ta không muốn ly dị. Giờ huynh có nói gì, ta cũng không tin huynh nữa. Ta ăn thịt lừa quen rồi. Giờ tài sản chia đôi. Kìa. Ê khoan, chị cả, chị quên mất ta sao? Hãy cố tình phớt lơ để khỏi phải chia ba. Ngươi nghĩ con này sẽ dễ dàng ngồi yên để ngươi cuộm có phân ta sao? Người đúng là loại đàn bà không não. Lão chồng của chúng ta cắm sổ đỏ độ thua bóng rồi, làm gì có đủ mà chia ba. Thế ta mới phải cưới thằng nàng. Ta phải làm hồ mà, thì hai là mới có tiền mà ăn chơi chứ. Mớ mồm ra là tiền. Ngoài huynh ra, ta chỉ quan tâm tới tiền. Huynh mà lấy dâm giang thì sẽ được hưởng hết tài sản của nó. Nếu vậy, ta phải giết con vợ hai để bớt đi một phần chia sau này. Anh, dừng lại. Người ta không chịu bằng hai nữa, đừng có làm liều. Này, làm gì vậy? Đây, từng lại tao hứa chỉ chia hai rồi mà.
sao không chơi em? Em cũng có phân trong đó. Không chơi cho em từ nay đừng hòng chén. Không được cắt phân của em. Kết thúc tôi đi nữa xong về dùng tiếp. Tiểu Triệu, cắt đồ ăn. Đúng là vợ con gái, cãi nhau là phải chịu mới hết. Con người nhớ lấy lựa chọn. Một năm ăn cướp bằng 3 năm làm. Con làm phò mã, được chia nửa tài sản. Ta nghĩ còn hơn có cướp. Vô Kỷ à, vừa rồi ta cũng hơi bí tiền, nên có lỡ đem ý thiên kiến cấm lấy tiền tiêu giặt rồi. Giờ con hỏi mượn tạm bạn bè vay tiền đi chuột kiếm đi. Sau này làm phò mã, tiền tiêu trả hết thì cục nợ ấy có đáng là gì hả? Còn chỗ ta cấm kiếm là ythin.mobi, nhớ nha. ythin.mobi, nhớ đọc bát bản hành tốn để được giảm lãi nha. Thôi đi lấy kiếm nhanh đi không muốn.